Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Envina Logistics. Trong video này, mình sẽ chia sẻ các nội dung tập trung đến các đối tượng anh chị và các bạn đang có nhu cầu hoặc nhập khẩu lô hàng lần đầu tiên trong hoạt động kinh doanh của mình. Với việc nhập lô hàng đầu tiên thì mọi người thường gặp rất là nhiều khó khăn vì chưa có đủ kiến thức về nhập khẩu. Dù có tìm hiểu qua một số những cái trang trên mạng đúng không, tìm hiểu về trên Google, trên YouTube, rồi là tài liệu chuyên ngành, nhưng mà gần như nó như một ma trận vậy. Điều này thì dẫn đến là việc là tìm hiểu càng thấy hoang mang hơn, bởi vì lĩnh vực này nó quá sâu rộng, cũng như là nhiều điều chúng ta cần phải lưu ý, ví dụ như là thủ tục, ví dụ như là những chứng từ đi kèm vân vân. Vì vậy, không dài dòng nữa, sau đây mình sẽ chỉ ra cho các bạn những lưu ý cũng như giải pháp tối ưu nhất có thể khi nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên, giúp cho các bạn tránh đi những sai sót, rủi ro mà gần như chắc chắn sẽ gặp phải trong lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa. Ok, bắt đầu thôi nào. Trước tiên thì chúng ta cần phải làm rõ các vấn đề. Thứ nhất là khó khăn đầu tiên mà các bạn cần lưu ý, đó là hàng hóa của các bạn phải có giấy xin phép nhập khẩu hay là các loại giấy tờ đi kèm như là chứng nhận này, kiểm định đi kèm hay không. Điều này thì người chưa có kiến thức sẽ rất là phức tạp. Các bạn chỉ có thể hỏi trên các group chia sẻ về xuất nhập khẩu hay là logistics. Nếu ngay bây giờ mình chỉ ra cách, các bạn cũng chưa thể áp dụng được ngay, bởi vì nó cần kinh nghiệm tích lũy và các quan hệ trong lĩnh vực mà mình đang làm. Cụ thể như là liên hệ với các đầu hiện trường bên mình, những chuyên viên trực tiếp làm dịch vụ hải quan và với chính những khách hàng mà mình đã tiếp xúc, làm việc để hỏi kinh nghiệm của khách luôn. Đây cũng là một cách duy trì mối quan hệ khá tốt nhé. Thứ hai đó là công tác làm việc với cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa. Mới làm nhập khẩu một lô hàng không hề đơn giản. Cơ quan hải quan Việt Nam làm việc rất chặt chẽ nha. Các bạn chỉ cần thiếu một chứng từ hoặc là trong bộ hồ sơ hải quan bị sai sót một chi tiết thôi, hoặc là chưa đồng bộ hàng hóa bị tạm giữ là chuyện rất là bình thường. Có những lô hàng bên mình xử lý cho khách ròng rã mất cả tháng trời không thành công. Thậm chí có hàng hóa chúng mình đã phải bỏ hàng luôn bởi vì thiếu đi những chứng từ đi kèm, rồi không làm rõ được thông tin xuất xứ của hàng. Lý do là thiếu các chứng từ đi kèm, không làm rõ được thông tin xuất xứ, số hàng này coi như mất trắng, vì sau một thời gian thì hải quan chắc chắn sẽ làm thủ tục thanh lý. Sau nhiều năm làm việc thì mình đã đúc rút ra rằng bản thân người nhập khẩu ở Việt Nam chưa đủ khả năng để nhập hàng, trong khi đầu xuất khẩu thì cứ ồ ạt đẩy hàng sang Việt Nam mà không tìm hiểu trước thì sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy khôn lường. Từ những khó khăn vướng mắc kể trên thì lời khuyên tốt nhất mà mình có thể đưa ra cho các bạn là hãy thuê dịch vụ của những doanh nghiệp chuyên làm lĩnh vực này. Trong quá trình họ làm việc thì các bạn có thể follow, học hỏi theo họ, tích lũy kinh nghiệm cho mình. Từ đó thì nắm được quy trình làm việc để những lô hàng sau đó có thể từng bước làm một mình. Thêm nữa là nếu các bạn có đủ tài chính để kinh doanh nhập khẩu, mình nghĩ rằng các bạn không nên quá tiết kiệm tài chính. Thời gian để tự xử lý công việc nhập hàng hóa ấy, thì khả năng cao là chi phí phát sinh trong quá trình làm nó sẽ tốn hơn rất là nhiều so với cái chi phí các bạn bỏ ra để thuê bên dịch vụ. Lưu ý thêm là ở đây lên thuê dịch vụ của các công ty Việt Nam, có rất nhiều công ty làm dịch vụ tốt việc này, họ biết cách làm việc với hải quan cũng như là rút ngắn thời gian, chi phí xin giấy phép, giấy chứng nhận xuất xứ vân vân. Còn thường thì các công ty nước ngoài chỉ có thế mạnh ở khâu bán cước vận chuyển quốc tế thôi, nhớ nhé. Việt Nam number one. Thứ ba, sau khi tìm hiểu về giấy phép, về thủ tục thông quan hải quan thì các bạn liên hệ đầu xuất khẩu ship hàng, tránh để đầu xuất khẩu gửi hàng ồ ạt về vì có thể sẽ phát sinh thêm rất nhiều chi phí nếu mà hàng hóa không được xử lý ngay nhé. Vậy thì tóm lại ở video này, mình muốn các bạn nắm được đó là những lô hàng đầu tiên 1, 2 hoặc 3 khi nhập khẩu mà chưa có kinh nghiệm thì tốt hơn hết là các bạn nên thuê ngoài, sau đó nắm bắt học hỏi quy trình, thủ tục tương tự như là khâu làm việc với hải quan nên thuê các doanh nghiệp Việt Nam. Cuối cùng là liên hệ với đầu xuất khẩu gửi hàng, tránh tình trạng hàng gửi sang ồ ạt. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment phía dưới cho mình biết. Mình sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể. Mình là Long đến từ Envina Logistics. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là nhấn nút chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là những chủ đề hot nhất của Envina Logistics. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.